Chào các bạn, đồng hồ Huawei GT5 vừa ra mắt thì hôm nay shop cũng đã có các tư liệu về cái cường lực cho đồng hồ này. Video này shop sẽ hướng dẫn các bạn là cách dán cường lực và giới thiệu chi tiết về những cái ưu điểm ha. Về cái cách dán màn hình thì đồng hồ là một dạng thao tác dễ dán nhất trong tất cả các loại cường lực bởi vì cái đường kính mặt kính của nó khá là nhỏ, bạn xử lý nó sẽ rất đơn giản. Đầu tiên là bạn phải vệ sinh màn hình thật là sạch nha. Trong cái bộ mà gửi kèm giao tận nhà cho các bạn tự dán á, thì shop có đầy đủ, bao gồm là khăn ướt, khăn khô và những cái miếng tích cơ như thế này. Bạn có thể yên tâm đặt mua về tự dán tại nhà hoặc là bạn đến trực tiếp cửa hàng, shop sẽ hỗ trợ dán. Ở những cái phiên bản đồng hồ trước á, thì shop thường được feedback lại là tại sao gửi cho mình cái phi đồng hồ nhỏ như vậy, trong khi mặt đồng hồ của mình là 46mm. Thì shop cũng giải thích luôn ở trong cái video. Đó là cái đồng hồ của bạn á, được nhà sản xuất thông báo là ví dụ như là GT5 46mm thì họ tính luôn cả cái vòng bezel và cái cụm nút bên ngoài cho nên mới đạt được cái đường kính là 46mm. Nhưng mà thực tế cái mặt kính của đồng hồ á, thì nó chỉ loanh quanh khoảng 40 tới 41mm thôi. Và những cái miếng kính này shop đã đo và test thực tế cho nó vừa vặn nhất và đẹp nhất, giống như trên video này, và nó vừa full màn hình luôn. Đường kính của nó chỉ loanh quanh khoảng 40 tới 41mm thôi, không đến 46mm nha. Nên các bạn yên tâm là sẽ đúng kích thước của mặt đồng hồ. Câu hỏi thứ hai á, là có nên dán cường lực cho mặt đồng hồ hay không? Nó có cần thiết hay không? Theo quan điểm của mình nha, thì mình đã bán phụ kiện của đồng hồ rất nhiều năm rồi, thì mình gặp rất nhiều trường hợp bị bể vỡ, bị nứt. Và nhiều nhất là những cái mặt kính nó bị trầy xước hình lông mèo. Thì nếu như bạn kỹ tính, bạn nên mua một miếng dán cường lực chỉ vài chục ngàn thôi. Mình dán ngay từ lúc đầu luôn, để mình an tâm hơn, mình thoải mái hơn, không có bị cái tình trạng là trầy lông mèo. Và quan trọng nhất là cái miếng dán này sau khi dán nó rất là thẩm mỹ, nó không nặng hơn và nó cũng không bị dạng như là quá thô. Khi mà nhìn kỹ thật kỹ á, thì bạn mới thấy là đã dán một lớp dán cường lực lên rồi. Có nhiều khách đem tới mà mua đồng hồ dạng xách tay, mua dạng đồng hồ mà sang tay lại á, họ không biết được là cái mặt đồng hồ này đã dán cường lực rồi, đến khi mà đem tới shop tháo ra thì đồng hồ nó như mới hoàn toàn. Thì theo quan điểm của mình là nên dán cường lực để bảo vệ, tránh những cái trường hợp xui rủi. Và mình an tâm, quan trọng nhất là cái việc mà mình xài nó thoải mái hơn. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm sử dụng thiết bị khác nhau. Có người thì thích dán, có người thì thấy không cần thiết. Nhưng mà bạn nên dán cường lực đi. Nó sẽ cho bạn cảm giác an tâm hơn. Nó cũng không có mất cái gì, mà nó sẽ cho mình lại cái sự an toàn. Và nếu như bạn thấy thích những cái sản phẩm này, có thể đặt hàng trên website phuongwishop.com ha. Nhớ note cho shop là dán cho cái mặt đồng hồ nào. Mỗi một mặt đồng hồ nó sẽ có một cái kích thước đường kính mặt kính khác nhau, nên là shop sẽ gửi đúng kích thước của cái đồng hồ này, không riêng cái đồng hồ Huawei GT5 đâu. Những cái đồng hồ khác và những cái đồng hồ thời trang mặt phẳng cũng có thể dán được cường lực. Shop có rất nhiều đường kính mặt kính. Hoặc là bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng, shop sẽ hỗ trợ dán luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.